Cô nói thật hiếm á. Tại vì cô Tâm nói được làm được, không có giả dối, không có khách sáo gì, đúng như Phật, đúng như chất Phật luôn. Chất Phật là nói bằng cái tâm ra, không có hình thức, không cầu kỳ bóng bãi gì cả. Cô nói thật, thật ra cô, cha cô là ông A Di Đà, ông Thích Ca. Cô nói xác nhận. Cha cô là ông? Ông A Di Đà, ông Thích Ca, ông Niên Phật. Là cô xác nhận luôn? Xác nhận luôn. Dạ. Còn Bồ Tát là những người độ cô đi là thương yêu chúng sanh để ban phát về vật chất. Là Bồ Tát là mẹ cô. Cô nói vậy thôi, hai vị đó. Cô nói xác nhận. Dạ. Cô không bè đàn nào, không bè phái nào. Không ai giữ ai nhập cô. Cô nói clip này có ai nghe, xác nhận lại. Cô Thiện Tâm, cô có thể nào tiết lộ cho con với là cô chú trên kênh của con với mấy anh em của con là biết là cô Thiện Tâm là được cái bề trên, là mình cái căn cơ nào, hay là bề trên là mình là một cái người Phật nào mình xuống hóa độ cho cái sân này không cô Thiện Tâm? Bây giờ cô Tâm này, cô Tâm biết rồi tử vi. Dạ. Thì kiếp xưa cô Tâm là con một nhà quyền quý, mà con có ông vua hoàng đế, là cốt là công chúa nha. Cô dạ. Tâm là bởi con thấy cái này là của công chúa nè. Dạ Quân xin mến chào cô chú anh chị trong nước và ngoài nước. Buổi trưa ngày hôm nay thì Quân quay lại cái nơi ẩn tu của cô giáo Thiện Tâm ở trong một cái khu rừng nè cô chú anh chị, và đặc biệt là trong cái nơi mà ẩn tu cô Thiện Tâm. Dạ con chào cô. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chào con. Hết hồn luôn con đang. Dạ. A Di Đà Phật chào con. Dạ. Cô tính cô mở cửa cái quan luôn. Dạ cô mở cửa cái luôn hả? Con mới đi đường cửa nhỏ á cô. Tại vì hồi đêm nay báo mộng cho cô biết rồi. Báo mộng là bữa nay anh em con xuống hả? Không biết. Nhưng mà cái điềm vui lắm. Dạ. Tâm tính đi hướng chùa. Cô Tâm cho con gắn cái mic nha. Sáng. Sáng đâu gắn đâu cô Thiện Tâm. Con gắn là không, tụi nó gắn cô, nó đè để đưa, nó gắn lại. Cô... Ừ, nó gắn lại trên đó đó. Ừ. Đợi cô là cô, cái lịch nay là cô đi chùa đó. Dạ đúng. Chứ đêm nay báo mộng cho cô biết trước luôn. Biết trước là cô phải đi. Dạ. Cô về hướng nào cô chưa biết nữa. Cô xách xe ra là chuyển cô đi đâu, cô đi đó. Là bữa nay là cô Thiện Tâm là được bề trên người ta báo mộng là mình chuẩn bị mình đi hả cô Thiện Tâm? Cô đi hướng ở trên chuyển cho cô đi. Nhưng mà giờ biết hướng đi chưa cô? Không, bây giờ đi với tụi con là còn đi đâu nữa. Dạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nay cô duyên tụi con rồi đó. Trễ đi xíu nữa là cô Thiện Tâm đi rồi. Một chút nữa thôi đó. Bởi cô nói cô tin chữ duyên. Dạ. Cô nói cái duyên gì của cô là nó tới là cô biết. Để một chút thôi là cô ra khỏi cửa rồi. Dạ. Cô mời tụi con vô tham quan cái ngôi chùa của cô nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Tự lập, tự tu, tự chứng. Dạ. Đây bữa nay đúng là duyên lại lành này nha. Là cô nói linh ứng rồi, tụi con sẽ nói cho cô là cái tu của cô không có phải là tu khoe. Dạ. Tu ẩn để mà lan truyền chúng sanh là nên tu đi mới được phúc. Ước gì có nấy. Đây, cô mời con hổm là không có bữa nay rồi. Cô ước mấy cái này lâu năm rồi, bữa nay mới chuyển tới qua cho cô luôn. Cô mời con, cô thấy mà con giật mình luôn đó. Ồ. Đây là linh ứng, cái này dạ. Là sự linh ứng của cô. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Thiện Tâm cho con xin phép vô nha. Rồi vô đi con. Cô đây con thấy ngỡ ngàng chưa? Con thấy ngỡ ngàng chưa? Đây là cô là cô ước từ mấy năm nay rồi, bây giờ cô mới được A Di Đà Phật cha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa nay về đây độ cho con thêm. Thêm sau này đồng bảo con nhiều con đi phát rộng chút đây cho thầy chứng minh cho con. Cô ước mấy năm nay con. Dạ. Lên tượng rồi mới tốt. Lên tượng rồi mới tốt. Chị này tượng tới là cô Tâm linh thêm một phần nữa đó. Cô Thiện Tâm mới thỉnh vậy hả? Trời, mới hôm qua dục cô Tâm đi. Lại cô Tâm có bề trên mắt. Dạ. Giờ tụi con muốn ngồi đâu, hay là tụi gái, hay là ra kia, hay là muốn đi đâu tùy tụi con. Căn dạ. Tụi con. Đây là cái cung cô Tiếp Cách, đây nó là chánh điện của cô đó. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây thì cô Thiện Tâm không có chỗ để Phật luôn, thờ Phật luôn cô chú anh chị. Để đây nè. Cô Tâm mà mình không có chỗ để không mình... không cô đợi rằm tháng 7. Dạ. Cô trưng ngay chánh điện chứ không thể nào mà cô để đây. Cô nói giờ ngồi đỡ đi. Rằm tháng 7 cô thấy ngày tốt, cô thượng rồi luôn. Cô lao sạch sẽ rồi cô nghiên cứu cho đẹp rồi cô thỉnh lên đó luôn. Dạ. Phải có ngày mới được. Dạ. Phải có ngày nha con. Chứ không phải tự nhiên lên được. Con thấy sáng chỗ không? À, tượng Phật hôm qua mình thỉnh ở đâu hả cô Tâm? Tự nhiên cái duyên lành. Dạ. Tối cô thấy người ta treo cái tranh Phật bự này nè, cái tranh A Di Đà. Dạ.
cô thì ngưỡng mộ Phật, cô nói sao cái tranh đẹp quá, ở đâu rồi? Em thỉnh ở đâu vậy? Thì bắt đầu con đứng đại đi, ngồi đứng đi. Dạ. Rồi cô nói, rồi sao đẹp quá, cô tính cô thỉnh cái tự cái tranh thôi. Dạ. Cái nói giờ em chỉ chị lên nhà nhỏ bạn em là họ mình như có tượng là đúng ước mơ cô rồi, cô mừng quá. Cô nói mà có mà cô nói em chỉ không, nó chỉ đại, nói em chỉ. Thì lên cái cô đó, cổ tên Hà, cô vừa nói rồi là cổ tẹp theo cô luôn. Cổ nói trời hôm nay em cho ai cũng chê chứ, mà người ta không có trân trọng mấy cái tượng. Cô nói ai gì là Phật thôi, chị trân trọng, đưa chị ngay của chị rồi. Bữa nay xin Phật cho con chuyển thận về luôn. Thì cô tính cô chở từng thùng, nó vô thùng bự lắm. Dạ. Cô nói sao chị chở nổi, xe đạp sao chở nổi. Ta nói chị chở từng phần. Cái nó thôi giờ chở lên nhà em luôn đi. Rồi nó bóc 50 ngàn nó hồi hướng cho cô luôn. Chuyển ngay xe đơm, chuyển ngay về đây luôn là bưng vô nhà cho cô. Dạ, nó mới đi Phật. Nó đi đâu Phật qua ngày cho cô. Cô về cô mừng, đêm nay cô quan nghỉ quá. Rồi đêm nay báo mộng là một cái giấc mơ rất là đẹp. Thì mỗi lần cô Tâm đi là đều báo mộng trước hết. Dạ. Báo cho cô biết hết trơn à. Đi phái đồng tụi con biểu ấp ngã tư là cũng báo cô đi đó. Dạ. Đi đồng đón cho con đó. Bữa nay mới duyên lành tới đây không? Thì cô nói thật, cô nói để chứng minh đây là chánh điện của con. Con không nói gian một lời. Hay gì là Phật chứng minh cho con. Nhà cô là linh ứng lắm. Dạ. Nhà cô linh ứng, cô ước gì có lấy. Cô ước gì có lấy. Bởi cô muốn lan tỏa cùng chúng sanh nên tu hành đi. Cảm mà thật tâm nha. Cô không có tu chùa, tu miễu. Con thấy cô trang trí bình thường. Dạ. Cô là tu thiên nhiên. Nhưng mà cô mang cái tâm đi của đạo của truyền. Phật dạy sao cô truyền lại. Thì cô thấy mấy năm nay linh ứng, cô không tu là cô khổ dữ lắm, cô biết lắm. Thành ra linh ứng dữ lắm, còn bây giờ cô là cổ khỏi Phật rồi, cổ trên rồi, cô đi giáo hóa chúng sanh. Dạ. Duyên lành cho con đến đây rồi, cô mong là lan tỏa chứ cô không mong nổi tiếng đâu. Nhưng mà cô muốn ai mà hợp căn cơ cô nên hiểu là linh ứng để mình xóa nghiệp, để mình truyền lại chúng sanh. Chúng sanh giờ đang làm lỗi ở cái chúng ta và này khổ lắm con. Sau này nghiệp chứ nó tới mình đỡ không lỗi đâu. Dạ. Thầy cô nói dạ, sau này rồi. Những cái bệnh dịch hay là cái nó khảo về cái không khí đó, mình người chánh là không cho mình bệnh bệnh. Còn những người mà không biết tu, không biết nghiệp, giờ không tu ở trong đạo cũng phải tu ngoài đời, cũng phải lấy lòng nhân đạo giúp với nhau. Nhưng con cái đó của Phật cũng độ. Còn sống gì mình mà tranh nơi nên tu ta bà là giống như ta bà là tàn sát nhau là sau này họ khổ. Dạ đúng rồi. Cô biết, ở trên tôi cô biết như vậy. Rồi ta cho sứ mạng tôi xuống đây nè, khảo thời gian chứ coi thử thách cô á. Mấy năm đó cô đi dữ lắm, nắng mưa cô đi, thân hình cô mình vẫn đẹp, cho cô đi mà đẹp lắm, cho sung sướng lắm. Đi tự sáng mới chịu. Rồi mấy năm nay chắc cô nghĩ cho rồi tại gia rồi, cho cô thử thách cô xong rồi. Dạ, là khảo đây, xong rồi. Khảo xong. Mà cô thì vẫn phát nguyện đi thêm đó. Dạ. Sau này là có thể đoàn thể, cô đi chung đoàn thể, chứ không đi solo. Khảo một thời gian đó cô. Dạ, rồi cô cháu mình đi ra phía ngoài mình ngồi trò chuyện ha cô Tâm. Thì con muốn làm gì cô thiên nhiên á. Dạ. Phải nói tại sao mà dạ, cô Tâm sửa soạn như vậy. Tại vì cô Tâm muốn nói là người ta muốn tu này tôi tốt như vậy. Dạ. Thầy nói tu phải đẹp. Dạ. Đẹp mình nói người ta nghe như. Thầy nói con đi ngang mà người ta nhìn con là phước con lớn. Dạ. Cô Tâm đi ngang là ai nhìn cô Tâm là phước cô Tâm lớn do tu. Thầy nói là con phải chứng minh cái sắc đẹp, con chứng minh cho người ta thấy là cái tu nó đạt đến như vậy đó. Thành ra cô đi lan tỏa như vậy. Chứ cô không có cào đầu mà sao. Thầy cho cô căn cơ của cô như vậy để cô lan tỏa, tu mới được như vậy. Tu mới được những đẹp, những dễ thương như vậy. Cô không, cô không biết đẹp như thế nào nhưng ai cũng nói cô dễ thương lắm, đẹp lắm. Rồi cô nói vậy, cô chứng minh là tu. Trước clip nè cô nói lan tỏa, sau này tới ai xem không biết, nhưng mà tự bản thân tôi tu ẩn là mấy năm nay tôi thấy có linh ứng. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, mình ra ngoài phía ngoài ha cô Thiện Tâm. Cô muốn đi đâu cô đi đó. Dạ. Dạ, chung với con ha con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Biết tu hành cô mừng dữ lắm á. Còn chút đó con, cứ lăn lộn ngoài đời khổ lắm. Khổ lắm, không có sướng nào, còn họ thấy sướng không có sướng nào con. Con xin phép ngồi đây ha cô. Ngồi đi con, xin phép ngồi đi con. Con người đạo con ngưỡng mộ, con thương mấy người đạo con thương lắm. Tại thầy nói tu là mình là người nhà với nhau hết. Dạ. Nhưng chúng sanh của người nhà nhưng mà họ không có tâm đạo này đâu, họ tàn sát, họ không có thương nhau, con họ sống vì bản thân, con không thích vậy đâu. Cô lọt vô trong gia đình này con không giống. Dạ. Cô có tình thương vô bao la nhưng mà họ chưa giác đâu. Cô mong ngày nào là những vị đó giác rồi là cô nói cho biết. Phải như một thôi, tất cả con vật gì cũng là một, quy về một hết, không có nói là người này người kia. Tại vì trong dòng trái đất này chúng sanh đều là một, thương yêu nhau,
cô nắm cho thương yêu là cô lan tỏ thôi chứ cô không lan tỏ gì chứ. Tất cả đều thương yêu như hết. Giờ lạ quen con vật lạ lạ tới ở cô cho ăn không á. Dạ. Cô không có nuôi tại cô tu, cô không có nuôi. Mà chó mèo lâu lâu tới nó đẻ con đây luôn, cô nuôi mình hết duyên nó đi. Dạ. Chim chóc con tinh không đủ loại chim luôn tới ở được rồi cô. Dạ. Mà thầy nói là đất linh, đất mà đất cho đất lành chim mới đậu. Dạ đúng rồi. Rồi cái cô múc nước cho nó uống rồi nó nhiều khi nó về cả bầy luôn á. Rồi sáng là một bầy kiến đi rất là đẹp luôn, cô nói cha đi về chùa tu ha, rồi nó lũi vô nhà cô một đoàn đi luôn á con, đẹp vậy nè. Mà nó dạ. Chưa có hiện tượng như vậy, cô nói ráng về nhà tu. Dạ. Cái ngôi này mấy vị âm đồ vô đây tu với cô. Cô dạ. Nói không, cái ngôi này người ta xung quanh người ta ta bà dữ, về đây rồi ảnh hưởng, không có vững đạo tu dễ bị lây. Thành ra cô Tâm nói để cô Tâm bình ổn chỗ này hết rồi nó biết đạo rồi, mấy người âm đồ theo cô cho tu. Cô có ngoại cảm, cô có ngoại cảm mấy năm người ta đổ cô dữ lắm. Dạ. Thầy cô cũng thương lắm. Thầy nói âm dương đều là đều thương nhau hết. Thành ra cô tôn kính tất cả đạo nào, cô cũng đạo nào cũng dạy mình lành hết, cô không phân biệt người lớn người nhỏ gì cô cũng thương. Nhưng mà tại vì họ không tương ứng với mình, cô không gần được thôi. Chứ cô ngoại giao, là cô là nhà ngoại giao mà rất ngoại giao đó. Cô đi đâu lạ đừng quen, nhưng mà không tương ứng là thôi. Cô dạ. Vậy đó. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, cô Thiện Tâm, hôm nay con có duyên con gặp lại cô Thiện Tâm á. À. Thì ở cái video trước á, thì con có chia sẻ cô Thiện Tâm ở trên kênh của anh em con. À. Thì có nhiều cô chú thấy cô Thiện Tâm nói chuyện rất là dễ thương và nói về Pháp, về Đạo rất là hay. Dạ, cũng có nhiều cô chú nói như cái clip trước rồi. Chút là để cô đem cái nhăn mũi ra để nó cắn con khó chịu này. Dạ không sao đâu cô. Được không con? Dạ được, không sao. Dạ nó môi vậy Phật. Dạ thì có nhiều cô chú cô Thiện Tâm cũng chia sẻ là cô được cái căn ở bề trên. Dạ cô có nói là cô được cái bề trên, sứ mạng ở bề trên. Cô biết như vậy. Dạ cũng, nhưng mà cũng có nhiều cô chú nói là cô Thiện Tâm không phải là sứ mạng ở bề trên, nhưng mà cô Thiện Tâm là một người kiểu như là trong gia đình mình là có người nào ngày trước người ta tu á, nhưng mà còn gian dở, rồi sau này mới mượn cô Tâm để vào cô Tâm để cứu độ chúng sanh. Không, cô Tâm không nghĩ vậy. Dạ. Cô Tâm không nghĩ vậy nha, thật dạ. Sự không biết ai giữa cô Tâm hay gì cô Tâm không biết, nhưng mà cô Tâm nó cõi trên cô Tâm xuống. Dạ. Rồi cô Tâm dịch về cô biết cô bổn mạng cô mà. Dạ. Cô biết ở trên cô xuống. Dạ. Một là cô ngưỡng đạo, hai là cô phát nguyện cô xuống đây. Dạ. Nhưng mà tại vì ai cũng phải phạm tội hết. Dạ. Cả. Cô Tâm biết vậy đó, còn người ta nói cô Tâm bị dựa, bị những người trong cửu quyền người ta muốn cô Tâm dựa vô cô Tâm để độ cho ta. Cô Tâm không có biết gì đó, nhưng mà cô Tâm nghĩ là cô Tâm giống như Tâm Phật vậy đó. Dạ. Thì là con Phật chứ đâu phải con người thế gian. Dạ. Nhưng mà nếu mà nói như mấy sư huynh nào mà nói với con vậy ha. Dạ. Thì con về con truyền lại là tôi suy nghĩ sao cô không biết. Dạ. Nhưng mà tự bản thân của cô cảm ứng được. Dạ. Là cô là ở trên ban xuống là cô phải giống như mấy người trên. Dạ. Cô không có một cái chất gì dưới đây. Mà tại vì lúc vô minh là nó cho cô phải vô minh là cô mới trải nghiệp. Dạ. Vô minh mà người ta mới khảo mình được. Dạ. Bây giờ mình quá rồi còn ai khảo mình được. Dạ. Mình quá rồi, chung quanh thiên tầng hộ mà mạng làm sao họ đâu có xâm nhập mình được. Dạ. Thì con truyền lại mấy người đó là cô Tâm, bản thân cô Tâm cảm ứng là cô Tâm xưa ở trên xuống. Dạ. Cô trên xuống ở trên, hoặc là cô nói về khảo khảo quá để con lột sạch dưới đây, con xuống đây con rửa cho sạch uế. Dạ. Nhiều đời nha. Dạ. Rồi một phần là con ở trên làm sao dạy con cho con đi con ban phát chúng sanh khi khảo nghiệm xong. Cô Tâm cảm nhận vậy, chứ nếu mà người ta nói cô bị dựa thì con người dựa không phải vậy đâu. Dạ, con đúng người rồi. Dựa là người ta hành xác, người ta cùng đi người ta nói ba trời bốn đất hết, mà người ta đâu có diện mạo gì đâu, mà người ta đâu có nói những cái gì đâu. Dạ. Không nói được rồi nha, con nói càng nhiều thành phần á, tại vì căn cơ nhiều phần theo con hiểu á. Cái căn này nhiều khi căn cũng có căn nha, nhiều loại căn lắm, nhưng mà căn bên đạo nào rồi căn ma căn Phật có đủ, rồi cái người bị hành khác. Dạ. Rồi cái người bị nhập khác nữa. Dạ. Cũng có Tâm hoàn toàn, cô Tâm nói là cô Tâm hiểu, còn người ta nhập vô người ta không hiểu, nói rồi người ta quên. Dạ. Mà người ta mệt lắm nha, còn cô Tâm bình thường, có thể người ta hỏi từ sáng tới chiều cô Tâm ngồi giống như thầy tỉnh bơ nói pháp không. Dạ. Là không có mệt luôn. Dạ. Thì cô thấy là Phật, chất Phật chứ đâu phải chất của người dựa. Dạ. Người âm sức ra con mệt lắm á. Dạ đúng rồi. Tại cô có mấy đứa bạn mà nó sức nhập vô rồi, nó sức ra rồi nó ngồi nó như cũng bún luôn, nó quèo 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 vậy nè,
còn cô Tâm biết hết trơn, ai đi trên đường hành đạo là cô Tâm những cái chuyện gì xảy ra là cô Tâm nhớ hết, còn những người nhập người vừa là không nhớ, không nhớ hoàn toàn. Con truyền lại mấy vị sư huynh con vậy đi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cô xác nhận như vậy, tại bản thân cô linh ứng cô biết. Dạ. Thật ra cô sứ mạng cô bây giờ nè, cô mấy năm nay cô bức rứt á, tại sao mà cô giáo hóa rồi chúng sanh được, không biết nghe không cũng có số nghe, nhưng mà trong gia đình này quá nặng, gia đình cô bây giờ. Bây giờ sau này có những đứa cháu nó thấy clip, cô có sao cô nói vậy, nó có chửi cô trên clip cô chấp nhận. Vì ta bà không, nói chung gia đình dòng tộc cô ít người nào được như cô Tâm. Thật ra người ta nhìn cô Tâm bằng cái cách là người ta nói là cô là mang tiếng là khùng khùng điên điên, nên nói vậy luôn đi, nói vậy luôn đi. Nhưng mà cô nói, thầy nói con cứ làm, ở trên cảm con, không cần người đời cảm. Dạ. Và con phải làm sao cho con được trổ phước. Thì dạ, bây giờ cô Tâm thấy trổ phước rồi. Dạ. Những gì cô nói bây giờ tôi clip tôi nói mấy vị nghe nè, mấy vị có nghe sau này có coi clip tôi. Tôi nói thiệt, tôi ước gì có nấy, tôi ước gì con hơn đại gia nữa. Hỏi chứ không linh ứng là cái gì? Dạ. Một người phàm như vậy mà không linh ứng là hỏi là cái gì? Là do tu mà linh ứng, mà mình phải thật tâm mới cảm được chứ. Dạ. Một người xác phàm thôi, đâu có cạo đầu mà ăn cà xa đâu. Đúng là thầy tu hơn cô Tâm chứ. Mà tu hoài cho nó trật lên tôi xuống hoài. Do cái tu, tu á nha, đi đúng đường. Và tu khi đúng đường nó không trổ phước. Cô Tâm thấy mấy năm nay cô Tâm trổ phước. Tại cô Tâm làm đơn giản thôi, Phật nói sao cô Tâm làm vậy? Nói sao không có quên quan gì hết. Dạ. Nhưng mà ẩn hình tu, ẩn không hình ai biết tu. Cô Tâm tu đâu. Dạ. Người ta nó hỏi cái xác gì mà tu, tức là trang điểm mà tu không có. Cô giống như công an civil, công an mà trà trộn vô mà bắt tội phạm. Dạ. Cô giả dạng vậy đó, như vậy. Cô ngoài đời mà, tại vì tu đâu phải tu trong ngồi trong đâu có phước nhiều bằng con đi hành xác con nữa, đi đói bụng chắc, vì cái đói á. Dạ. Đi đường xa nữa, rồi người ta bu về đâu có ăn được đâu. Có năm rồi cô ra bao tử, thành ra cô đem theo bánh với nước cô thêm đó. Giờ ngồi trên giữa, cô hỏi dữ lắm, cô giống như có tự trường hít vậy đó. Dạ. Cô ra chợ rồi, họ bỏ bé, họ bu về cô như cũng nhân luôn. Mà cái này là độ chứ không thể nào, ở trên độ chứ không thể nào cô Tâm mà được cái sức hút mãnh liệt vậy đó. Dạ. Mà cô Tâm nói ai cũng mến đó. Cô Tâm, ai nói cô Tâm dễ thương, nói chuyện có hậu quá đi. Dạ. Cô Tâm vậy đó. Mà cô Tâm, từ lúc cô Tâm thấy cô Tâm tu là cô Tâm đổi khác hoàn toàn. Lúc trước mà trải nghiệm là cô Tâm là người khác. Tại vì khảo mình phải là con người vô minh. Rồi khi khảo là bắt đầu ở trên lột xác cho cô Tâm luôn. Cô thành một người khác, tâm tư khác hoàn toàn. Dạ. Giống như Phật ở trên thế giới Phật không bao giờ, Phật vẫn thương nhưng mà không bao giờ gần Phật. Giống như cô Tâm bây giờ, cô Tâm không ai gần cô Tâm được à. Dạ. Cô Tâm nói thật, tại vì ta bà cô Tâm không gần được, nhưng mà cô Tâm giáo quá. Vậy đây, cô Tâm vẫn trà trộn giáo quá. Rồi cô Tâm rút về am cô Tâm ở. Dạ. Cô Tâm không trà trộn được, giống như Phật, Phật ở trên cung Phật. Dạ. Cung nào có cung, nhưng mà khi giáo quá ta dẫn đi, ta trà trộn xuống quỷ ta đi luôn. Dạ. Nói vậy đó, cô nói thiệt, nếu mà ai mà có đọc những cái bài pháp của Phật mà về Phật nó bị tịnh tâm thì coi cái xác này làm cái đúng không, nếu sai thì tôi tự tôi kiểm chứng lại tôi ấy, nhưng mà thật sự là tôi làm đơn giản thôi, nhưng tôi thấy linh ứng vậy là tôi cúng với thầy tổ tôi tránh cha mẹ ở trên trời Phật đó. Tôi thấy cô không cần chạy thế gian tân trọng của đâu, mấy năm nay mà cô không thích thầy, cô nói là âm thầm làm không cần khen mà chê cũng không buồn, tại vì mình làm mình biết mình. Dạ. Tu cho mình chứ mình tu cho người ta, người ta kiên trì đấy đó. Đó, nhiều khi con thấy ở đời này có ai hoàn toàn không đúng hoàn toàn, nhưng mà tối ngày họ ố người ta không, mình chưa sạch mà mình ố người ta không, còn người không ố là người đó con Phật. Tôi là cô Tâm, từ ngày cô Tâm xả bỏ rồi thì thầy cô nói là không có nói chuyện thế gian, mình chỉ đóng cửa mình tu thôi. Nhưng mà tu cô là đâu phải ngồi trong nhà niệm Phật không, cô bên pháp niệm Phật là phải xả thân về đời đi nè, bố thí nè, cúng dường nè, giúp đỡ chúng sanh nè. Dạ. Chứ không nói là ngồi trong nhà mà đọc kinh cầu nguyện không được, thì nó không được. Con phải nhín thời gian con ra ngoài đời con làm thêm một cái phước nữa. Còn bên đây là huệ, nó mở huệ cho mình biết đường ngay, nếu phải mình mới dạng, mình mới đi nói người ta được. Dạ. Con đi nói chuyện người ta mà con truyền những cái phải cho người ta chứ, nếu con không hiểu lơ mơ làm sao con truyền lại cho người ta được. Thật ra mấy năm nay là cô Tâm thấy rồi, cô Tâm đi về cái nghiệp đó, cô giải cho người ta. Dạ. Tại sao mà bị dướng như vậy, rồi tại sao cái người này được vậy, được như vậy là mình phải hiểu, là mình mới mở đường cho người ta đi. Dạ. Người ta đang mù mịt, ta bà này người ta không biết. Tại nó có Tâm là họ phước của Tâm lớn, cái trước của Tâm có rồi, có tu rồi, thầy nói có rồi, bây giờ chủng tử nó tới là của Tâm lấy nắm nó, của Tâm xài. Giống như đây nè, tử này đem theo nghiệp của nó, đâu có đem tài sản đâu, khỏi tạm núp đây đâu để tu. Nếu mà của Tâm mà can cường nữa, của Tâm vô gốc cây tu như Thích Ca, chứ không có nhà cao cửa rộng đâu. Tu mà là đâu có nhà cao cửa rộng,
Nhưng mà cô tôi bây giờ cô Tâm giải thoát rồi, giải thoát được cái tư tưởng. Cô Tâm không có màng cái tiền bạc gì, vàng bạc đâu. Cô Tâm không có màng cái nhà nữa. Không có chạy ai chê hay. Cô Tâm đi xe đạp thì tôi nói người đẹp mà đi xe đạp tôi nói mai mốt tới đi bộ vậy. Có gì đi nấy. Không có đã tu rồi màng vật chất. Nhưng mà ơn trên sẽ gia hộ cho cô Tâm có phương tiện cô Tâm đi. Bây giờ đi cái này hơi mệt rồi, cô Tâm mong là sau này tài trợ cho cô cái gì đó, những cái ở phần trên nó cho cô đi là cô xa chứ cái này đi gần lắm, đi xa đi không nổi. Cái này phải có xe đạp điện đi ngon hơn cô Tâm. Cô không biết nhưng mà cho cô đi cho đó. Tại vì đi này đi đi mệt lắm, gió ngược rồi nắng mệt lắm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cô bên Phật cô không dám nói, cô không dám xin. Dạ. Nhưng mà cô nguyện vậy thôi, cho cô có phương tiện. Dạ. Để cô đi hành đạo nha. Như cô Tâm thì có, nếu mà được tại chợ xe đạp điện thì cô Tâm đi con thấy dễ dàng hơn là đúng xe rồi, máy. Ok, nhưng mà mỗi lần cô có xe 50. Dạ. Mà bây giờ xe 50 thì cũng được. Nếu mà nói chung bây giờ cô nói tùy duyên. Cái vật chất cũng là thầy nói cái duyên nó đến với mình. Dạ. Chứ mình không có muốn mà được. Dạ. Tùy theo khả năng cô Tâm mà cô Tâm đi. Nó chuyển tới nặng nhẹ tự nhiên cô Tâm đi được, như xe em đa nào đó nặng lắm. Mà tự nhiên cô Tâm lên nó giọt như thần đi luôn. Ai nói cô Tâm đi giống như thần nó chạy. Lên nó giọt. Làm như ai đổ cô Tâm cho bề trên cho cô Tâm đi như gió luôn. Dạ. Cô Tâm đi như gió, cô Tâm nói gì kia. Họ nói cô Tâm nói nhưng mà tự cô Tâm cảm nhận nó lạ lùng lắm. Là những có cái, như giống như thầy nói tu là có gia hộ. Nếu con đi đúng pháp là có gia hộ nha. Dạ. Chứ một mình con làm không nổi, như thầy nói làm sao nói nguyên ngày. Vì khi đi nguyên ngày tối về còn thức khuya còn công phu nữa làm sao mà nói. Ở trên gia hộ. Dạ. Ở trên gia hộ cho mình. Không. Như cô Tâm, tại sao cô Tâm nói được vậy? Mà đúng cô Tâm không có nói được đâu. Cô Tâm cũng hiền. Nhưng mà cô Tâm hay nói bị người ta chỉnh nhưng mà. Bây giờ cô Tâm nói cô tự tin luôn. Cô Tâm tự tin là cô Tâm nói cái nào là chính xác đó. Là trên gia hộ cô Tâm được còn gì nữa. Dạ. Phải không? Anh nói lưu lớt dễ thương mà nói theo pháp còn không có nói đời. Nói đời là cô Tâm khuyên á. Lên đời vô Tâm khuyên rồi mà cô Tâm thôi bỏ đó đi. Nói đạo đi, nói đạo nghe. Rồi bây giờ cô nói con. Bây giờ cô Tâm theo cô Tâm mấy ở trên báo mộng là sau này khổ nhiều kiếp nạn, nhiều kiếp nạn. Nhưng mà ai biết tu là có thể là qua còn mấy khổ. Con thấy đủ thứ chứng bệnh dịch lạ lùng. Dạ. Yeah. Nhiều cái còn khổ. Khổ mà con biết chết không toàn thay luôn. Còn sau này mình tu rồi mình chết cái xác đẹp, đẹp lắm. Cái xác mình vẫn bình thường, đẹp, không có miếng mất miếng thịt. Nhưng mà cái hồn mình thanh cao lắm. Thanh cao rồi mình đi về một cái thế giới thanh cao. Ví dụ không về với Phật được. Nhưng con đi thế giới nào người ta cũng tôn kính con. Dạ. Cô Tâm nói, nhiều thầy, cô nghe nhiều thầy giảng nha. Có thầy nói là trốn về trển, ở trển giả cho mình. Còn thầy Tệ Hải nó không. Nghiệp phải trả. Trả. Nhưng mà mình hiền, mình tu. Thì đi tới thế giới nào người ta cũng tôn kính mình thật quá. Cô nói sau này cô lỡ xuống địa ngục, người ta vẫn thương cô bình thường. Cô Tâm trên đây cô Tâm làm thiện không à. Mà đang cúng cho dưới nó làm sao dưới nó xá phạt cô Tâm được. Nó xuống nó còn kính trọng cô Tâm. Dạ. Nói thật. Nhưng mà cô Tâm chắc nó không tới tầng dưới rồi. Cô Tâm nói cô Tâm biết. Nhưng mà cô Tâm nói như vậy đó làm cho người ta biết. Chưa chắc cái nghiệp trước mình chưa chắc xuống như địa ngục. Cái thời gian Phật cũng bị đọa địa ngục chứ không. Phật là người như mình. Nhưng mà Phật giác ngộ. Nhờ cái chữ giác thôi giác. Nhưng mà hồi đó cô nghĩ giác là nếu mà mình con người mình chân chánh là tự nhiên ở trên dạy mình à. Dạy cho mình đi đúng đường. Con thấy tu bây giờ con thấy người ta lên án. Con thấy vẫn ở chùa. Nhưng mà thua mấy người chăn trâu họ tu. Cô nói thiệt bởi thầy nói người mà ở ruộng này bà già ở ruộng. Bà không biết một chữ. Mà bà có tôn kính Phật rồi. Phật rước luôn. Còn thầy ông tu hoài không tới đâu. Dạ. Không chứ đó là mấy thầy giảng pháp xác nhận luôn. Cô nói thiệt thành ra cô nói bây giờ cô không có hình tức vô chùa. Tại vì vô đó nhiễu. Thế giới này nó vô tới chùa. Cô Tâm đi chùa nhiều lắm, đi nhiều chùa nào xa lắm rồi năm cô Tâm còn chiếc xe không đâu. Cô Tâm đi nhiều chùa, cô vô thấy là cô thấy nó dội ngược ra, tại cái linh căn cô Tâm có. Dạ. Chỗ nào mà ấm áp rồi cô Tâm vô. Thành ra cô Tâm không có được minh sư, không kiếm được minh sư để cô Tâm quy y. Và bây giờ cô Tâm mới về nhà cô Tâm tự lập. Mà thầy nói là tốt lắm, mấy người mà tự tu là người ta chứng cao, người ta ngộ cao, người ta mới dám tu nha. Thì cô tự tu cô ra cô giúp đời đó. Dạ. Làm sao con tự tôi không biết gì mà con tu. Dạ đúng rồi. Nó không có đâu có biết gì con tu. Nhưng mà cô nắm cốt liệu cô xài. Cô không có nói tình tan lắm nhông vậy. Cô nắm nhà ngay trọng tâm cô xài. Tức là từ bi bác ái hỷ xã, thương yêu chúng sanh. Là làm thiện không hướng thiện. Thân khẩu ý thiện lành hết. Chốt là bao nhiêu là không có nói gì minh mông. Chốt là bao nhiêu là yêu địa, yêu lĩnh là con nắm đi con làm. Con hành đạo không có cần xa thôi. Rồi bề trên gia hộ cho con đi nè. Cho con có con ăn nè. Rồi nắng mưa con không bị cảm bệnh nè.
con tin cô Tâm không bệnh. Cô Tâm bệnh có mấy bài pháp cô trị hết à? Dạ. Cô Tâm đi mấy năm trước khảo, cô Tâm mấy năm luôn. Sáng rồi xách xe đi, chiều tối mới về. Mà con thấy cái đường này đó chưa tráng nha. Dạ. Đi mà trong trên thấy ghê luôn. Mới tráng, mới tráng là cái chú trúng số ngoài đây có cái nhà lớn này. Là chú nó hậu dấu nhưng mà thật sự chú trúng số tráng được lên đèn. Rồi hai bên là cái chú Việt Kiều này giờ cũng giác ngộ đó. Cho được hai mẹ đá xanh hai bên. Cô nói thiệt là tại vì cô nói bé nó, cô nói con sinh Phật nó không đúng. Một người đạo mà tu, một người con Phật vô tu cái ngôi này thì từ từ chúng sanh cái lan tỏa. Yeah. Tại vì mình nói không nghe nhưng mà cô tu, cô ngồi nhà tu chứ. Lan cái từ trường sạch của cô á, nó ảnh hưởng nha, cái này những người này có phước á. Có phước được gì này về đây mà không biết. Họ không biết. Họ có đâu xa, gần đây không biết. Không biết. Ủa. Cô đang tìm một người bạn như cô không có. Không, cô nói thật. Cô mới cao ngạo nha. Tu là không ca ngã mạng nha. Cô không tìm được cái vị nào mà tu, họ dẫn tới tu, đọc kinh vẫn có, nhưng mà nói về những tâm tư như cô Tâm là hình như hiếm. Cô nói thật hiếm á. Tại vì cô Tâm nói được làm được, không có giả dối, không có khách sáo gì, đúng như Phật, đúng như chất Phật luôn. Chất Phật là nói bằng cái tâm ra, không có hình thức, không cầu kỳ bóng bãi gì cả. Cô nói thật. Thật ra cô, cha cô là ông A Di Đà, ông Thích Ca. Cô nói xác nhận. Cha cô là ông... Ông A-di-đà, ông Thích Ca, ông Đức Phật. Là cô xác nhận luôn. Xác nhận luôn. Dạ. Còn Bồ Tát là những người độ cô đi là thương yêu chúng sanh để ban phát về vật chất. Là Bồ Tát là mẹ cô. Cô nói vậy thôi, hai vị đó. Cô nói xác nhận luôn. Dạ. Cô không bè đàn nào, không bè phái nào. Không ai giữ ai nhập cô. Cô nói clip này có ai nghe, xác nhận lại. Chứ bây giờ người ta nghĩ là cô nghĩ xấu về cô lắm, cô biết. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Để con chứng minh cho con. Dạ, cô Thiện Tâm, cô có thể nào tiết lộ cho con với là cô chú trên kênh của con với mấy anh em của con là biết là cô Thiện Tâm là được cái bề trên là mình cái căn cơ nào, hay là bề trên là mình là một cái người Phật nào mình xuống hóa độ cho cái sân này không cô Thiện Tâm? Bây giờ cô Tâm này, cô Tâm biết rồi tử vi. Dạ. Thì kiếp xưa cô Tâm là con một nhà quyền quý mà con có ông vua hoàng đế, là cốt là công chúa nha. Cô dạ. Tâm là bởi con thấy cái này là của công chúa nè, đi ra là đẹp. Cái cốt cô Tâm là con vua, mà cô Tâm bên tu, vua mà không phú quý mà tu, nó tu. Dạ. Thương nha, thương à, cô thương lính cận thần cô à. Sao cô nghĩ là kiếp xưa cô, tức là cô xót xa, cô thương lắm. Cô thương những người nào mà khổ, chứ người giàu cô không thương đâu. Người giàu mà đi giúp đời cô nể, còn giàu mà kênh kênh là cô có thẳng phải người cô Tâm. Dạ. Thành ra cô nghĩ kiếp xưa cô là một công chúa rất là từ bi. Rồi cô mới là bên cung tiên nữa. Cô là mẹ cô đổi đầu cô là bà chúa tiên. Bà chúa tiên hay chứ. Bà chúa tiên là cô tiên bay nhảy vậy lắm. Người ta quẹo vào công kêu bằng cô tiên. Nói dạ. Cô là cô tiên. Rồi cô bay nhảy mà cô sống thoải mái đó. Tâm tư cô vui lắm. Mà cô quần áo cô đẹp, mặc đẹp đời bên cung tiên. Rồi sao cái cô có cái chất Phật là con chua vua, nhưng mà cô tiên có chất Phật, cô tiên có một cái chất chủng tử Phật diễn biết nhiều đời. Rồi cô tiên mới chắc có phát tâm gì đó. Dạ. Cô tiên nghĩ phát tâm giống như ở trên bên Phật vậy đó. Chắc cô tiên cũng đi chơi ngao du bên cung tiên, rồi cô tiên thấy bên chùa tu, cô tiên cảm ứng, cô tiên thích, rồi cô tiên mới xin phát nguyện ở bển là sau này có tái sanh chỗ nào là cô tiên đi giống như chất Phật mang theo. Cô Tâm sử dụng. Đó là như vậy. Dạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ cô Thiện Tâm cho con xin hỏi thêm á là cũng có nhiều cô chú chia sẻ là nếu là một người con của Phật hay là một người của bề trên, một người Phật hóa độ xuống hoặc là tiên hóa độ xuống thì một cái xác phàm đó người ta chọn á là phải sạch. Dạ sạch ở đây là có thể là một cái xác phàm là phải ăn chay niệm Phật, nhưng mà theo con biết là cô Tâm là hiện tại là mình chưa có ăn chay được. Dạ nhìn thì cô Tâm có thể nào mà chia sẻ cho con về cái vấn đề đó không cô Tâm? Bây giờ cô nói vậy. Dạ. Theo cô nghe những lời Phật A Di Đà giải thích, ở Thích Ca chứ đó, Thích Ca cũng ép xác. Dạ. Ép xác rồi Thích Ca mới xỉu đi. Xỉu lúc đó cô không hiểu cái đời Phật, mình đâu có hiểu đâu. Thì cô nghe nói Thích Ca nó ép xác nó xỉu có nhôm mà. Rồi sao Phật nó nói là bây giờ nếu mà mình tu mà mình không có dưỡng cái xác, làm sao mà mình lấy cái xác, mà tại cái xác là xác tạm, mình mang đi để mình mạnh giỏi mình đi. Nhưng mà thí dụ cô nói trên clip này, tại vì không phải nói ăn chay đâu,
theo con nghe nhiều cái để pháp nói là không có ép, tu là không có ép, không phải ăn chay, không phải mà vô chùa giải thoát mà áo gà sa hay là tụng kinh, nhưng mà mình làm đúng đạo, mình cái xác nào cũng được. Dạ. Cái xác nào của thằng ăn cướp mà trước khi nó chết nó ngộ rồi cũng được, không đâu cần là nó ăn chay, nó mần biết bao nhiêu là thịt chúng sanh mà nó vẫn được ngộ đạo một chút rồi là được về. Thì đâu có tâm nó bây giờ cái chất của tâm là không phải rất là bên đạo, nhưng mà của tâm mang một cái chất đạo, của tâm mang một chất đáp phát nguyện đời trước, thì đâu có tâm mang một chất đạo đi, là cô tâm lan tỏa trong chúng sanh nên tu hành. Dạ. Nên tu hành vậy thôi. Còn ăn chay là tùy tăng cơ, cô đâu phải làm cô muốn ăn là được, không phải. Dạ. Như bây giờ Phật tử mà tu lâu năm rồi người ta nói ăn không được, người ta ăn kỳ thôi, nhưng mà thầy cô nghe nói những thầy kia nói mà bây giờ nửa buổi, bây giờ miễn là con ví dụ một ngày đã ăn nổi đi, ăn buổi một buổi sáng buổi chiều ăn mặn, nhưng mà cái tâm. Dạ. Cái tâm mình là chánh, cái chay mặn, nhưng mà chay để làm gì? Cô nghe trên đĩa nói chay để làm gì? Đặng mình mở lòng từ bi, mình không có giết người ta là cũng sống. Dạ. Con cá con gà vậy nó cũng sống, mà mình mở lòng nào giết mình có muốn chết không? Mình đâu có muốn chết. Dạ. Mà tại sao mình giết người ta? Đó là mở lòng từ bi. Dạ. Còn cái ăn chay là không ép, và không ép. Dạ. Phải không ép nha. Dạ. Không ép rồi nó phải vô tu là phải ăn chay, liền không có. Hồi xưa đi cất thực, cô nghe mấy cái đĩa Phật á là đi cất thực ai cho dạng đấy, cho đồ mặn luôn á, cho đồ mặn ăn luôn. Thầy nói á. Dạ. Ăn mặn luôn, chứ chê là sao ta cho. Nhưng mà chay là tại vì mở lòng từ bi. Dạ. Tại vì mình giết chúng sanh nó cũng muốn sống, cây cỏ này cũng sống nè. Cô nói thiệt, mình mà bởi cô nói tại sao đằng trước cỏ mà bây giờ cô không dám nhổ luôn. Tại vì nó là sự sống. Dạ. Người ta đang sống mình nhổ thôi lên. Nó là mình từ cây cỏ lên á. Không phải là mình tự nhiên mình giọt lên được. Dạ. Mình từ con trùng con dế lên luôn á. Thấy không? Dạ. Thì nó cô Tâm này nghe pháp nhiều lắm, cô Tâm mới đi theo cái đường đó. Nhưng mà giờ mình đâu có trót một lọt một đường được. Nhưng bây giờ cô Tâm tỉnh mấy tượng là về bạn cô nói con phát nguyện đi. Nó phát nguyện nữa, nó trót vô chài một ọt. Nhưng cô nghĩ không phải nó dễ đâu. Người ta mà có người không đúng căn cơ rồi không ăn mặn, không ăn chay được. Nhưng mà người ta vẫn hành đạo. Còn có người con đúng căn cơ rồi tự nhiên vô một cái ngọt luôn. Cái ông kia đang ăn mặn à, mà giờ ông nó hoài ông nghe ông ăn chay kêu ăn chay. Tới ngày đó tự nhiên trói căng rồi ông vô ngọt thất à. Dạ. Thì cô Tâm nghĩ vậy, cô Tâm không dám phát nguyện lớn nha. Dạ. Con phát nguyện lớn con làm xong con mang tội với bị trên á. Dạ. Thật ra qua sáng rồi giờ đêm mà cô về cô có phát nguyện. Cô nói con không phát nguyện lớn là con chay trường. Nhưng mà con bò tới đâu con tính tới đó. Dạ. Tại vì người ta tu người ta hay phát nguyện lớn lắm. Dạ. Không có thành, không có được. Dạ. Như tự nhiên quy y à. Quy y là con phải biết quy y cả vấn đề. Quy y là con phải giữ giới tròn này, con mới quy y, con không có nhục với lương tâm con. Cái lương tâm con là chánh, con làm gì cũng được, nhưng mà con về hổ thẹn lương tâm này. Cái lương tâm mình á, tại sao mình nói được, mình làm được là lương tâm cắn đứt. Tại sao người ta giết người mà ta cắn đứt là vậy đó, tự ta cài. Còn như cô Tâm, tại sao cô Tâm ngủ ngon? Là cô Tâm đâu có làm gì phạm ai đâu, cô Tâm ngủ rất ngon. Yeah. Mà những cái điềm lành tới cô Tâm không, thấy chưa? Cô Tâm giảng tới trên clip nè. Cô Tâm nói là theo quan niệm cô Tâm, tại cô Tâm thấy có chứng. Rồi là cô Tâm mới nói. Còn ai tương ứng cô Tâm thì cảm, còn cảm thì dù cho chửi cô Tâm cũng chấp nhận, thầy cũng bị chửi. Thầy nói gì cái này nhổ nó bọt vô mặt thầy luôn. Nhưng mà dùng chữ nhẫn, dùng chữ đạo để xử nhau, chứ không có dụ như đời là chửi, không có. Cô nói thật, bây giờ cô nói chay này vậy, cô giải thích cái chữ chay vậy. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ừ. Thì nãy giờ cô Thiện Tâm chia sẻ rất là hay. Dạ. Thì cô Thiện Tâm cũng nói là tu trong tâm. Đúng, ok. Dạ, tu, chứ không phải là mình tu là tu là sửa, chứ không phải là tu ở bề vẻ bề ngoài. Không hình thức. Dạ, tu không là hình không thức. Hình thức. Đúng rồi. Con biết một người tu đi ha, bây giờ một bà già đó, con nói bả nè, thấy vậy đó ha, mà trong lòng bả chất tu không đó. Bả hiền lành là bả tu rồi. Dạ. Hiền lành là tu được, còn gì nữa thì Phật cũng dạy mình hiền lành. Dạ. Phật dạy hiền lành, đạo nào ta sai pháp. Người ta đạo dạch ra người ta đi sai đường. Nhưng mà cái gì sai đường thì thời gian nó cũng bị, nó bị cái bánh xe lưng ngồi nó cạn nó cán. Nếu con đi đúng lực đạo được nó đi tu thôi. Còn con không nghịch rồi nó cán con chứ. Dạ. Thật ra con thấy sau này là mấy thầy mà bị thời gian bị tẩy trần, bị hết. Giống như cái kim trong bọc có ngày nó lòi. Cô nói thật, bởi thầy nói, thầy cô nói nha, có hương thì có xạ, có hương thơm thì thời gian người ta sẽ biết thôi. Con người mà cái hương thơm thật trong lòng giờ ẩn người ta cũng môi tới nữa. Cái hương thơm, còn cái hương thơm ở ngoài xịt vô là thời gian nó hết.
bây giờ ta tu giả danh, thời gian cũng biết. Như con nói thiệt, nếu mà cái trận ngã tư ha, dạ, là cô nói thật luôn á. Tụi con hỏi là cô làm gì, cô đi đâu, cô nói cô đi làm bác sĩ tâm linh vậy đó. Dạ. Cô đi là giúp người ta vui, cái pháp cô là ban vui cứu khổ. Giờ cô khuyên người ta tu, cô nói ngay ngã tư. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ tại sao mà tụi con tầm tới nhà cô Tâm đâu có chỉ, cô Tâm đâu có chỉ nhà. Đúng cô rồi. Tâm nói đúng duyên là người đã tự tới nhà cô Tâm, là người đó mới đúng là người của cô Tâm. Dạ. Cô Tâm nói, cô Tâm nhớ. Dạ đúng rồi. Không ngờ tự nhiên tầm tới nhà cô Tâm. Nếu mà cô Tâm giả danh là nhà này lòi đó trên đời. Dạ. Con mẹ này nói chuyện đường mẹ tới nhà bà cô tu vậy. Bà đâu có nói mấy ông hiểu pháp cái gì. Chết rồi cô rồi. Con đồ một cái là chết cô luôn, sau này cô làm ăn với ai nữa. Cô đi rộng lắm á. Dạ. Cô đi hành pháp rộng lắm á. Cô nói là một tiếng rồi là xong đời cô luôn, cô khỏi nó đi làm ăn với ai. Cô đi nữa chứ không ai ổn lên đây được. Dạ. Cô nói nha. Một là người ta đến chứng minh nha. Thí dụ ông thầy đó đi, ông nói ai cũng khen, nhưng mà tự nhiên có một người nó xác minh. Người chân á, người tâm chân á, xác minh ổng. Có một người xác minh, giống như tụi con tới xác minh cô. Dạ. Biết xác minh, một là xác minh, hai là nếu đúng người nói đạo rồi tụi con sẽ lan tỏa, giống như ngày tụi con ngày lan tỏa, tụi con lên vậy là lan tỏa đó. Sẽ có tương ưng nha, cô nói á, sau này có một số tương ưng với cô á. Dạ. Sẽ người là bà đồng đạo với cô. Dạ. Tại vì cô nguyện mà, cô không thể solo được, sau này cô phải có một cái đồng đạo. Cô còn đi phát nguyện nhiều lắm, mấy chỗ bệnh viện đấy, không phải là nơi này đâu, không phải đâu, còn bao la đó, khi cô chưa nằm xuống lòng đất. Dạ. Khi xuống dưới cô cũng độ với nó. Cô nói thật đây nó có mấy người âm nghe luôn. Nghe cái xác này nói chuyện mấy người âm, có người âm nghe luôn. Có người âm xung quanh nghe luôn. Nên ta đổ cô. Dạ. Mà một số những người mà chết siêu linh ngoài hoặc là trong dòng tộc cô Tâm, bây giờ chết cho cô Tâm thấy hết. Thấy hết. Hồi đó họ ghét cô Tâm dữ lắm, nhưng mà ngày cô chết rồi là tối họ cho cô Tâm thấy hết. Mà ngày đó họ cho cô Tâm thấy là cô Tâm đi là có lọ lọc vô. Tức là họ theo đổ cô Tâm. Họ đổ cô Tâm rồi, cô Tâm cũng được miếng, họ cũng được miếng. Tại vì phước á, người âm 10 phần, người dương hưởng 7, người âm hưởng được 3. Dạ. Họ nương theo cô. Dạ. Nhưng mà cô nói thiệt, người dương, người âm, người nào sống về chân lý ha, là người ta nể người chân lý, giống như ở dưới. Bây giờ ở dưới người ta đang giống như người ta không đủ phước, người ta trôi, người ta bay, người ta chưa siêu lên được. Người ta sẽ nhìn như người thế gian, người nào tu người ta dựa theo. Dạ. Người ta dựa theo để người ta nương theo đó, người ta hưởng phước, người ta siêu linh. Đó. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.